Xin chào các bạn đến kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Midsize, một dòng xe được sử dụng công nghệ nhôm 7005 các bác nhé, một cái dòng nhôm siêu bền, siêu nhẹ. Đấy, thì người ta cũng có ghi luôn trên khung đây, aluminum line đây, nhôm siêu nhẹ các bác nhé. Đấy, sử dụng một cái tông màu đen rất là đẹp và cải ở đây là những cái logo phản quang các bác nhé. Đấy, các bác đi buổi tối thì nó nhận diện nó sẽ sáng lên để giúp cho những cái chiếc xe đi phía trước có nhận diện các bác thì rất là an toàn khi mà các bác đi buổi đêm các bác nhé. Đấy, tất cả đều là phản quang từ những cái logo này, này cái dòng chữ này và đến vành các bác nhé. Vành đây cũng là phản quang hết các bác nhé. Các bác đi buổi tối thì nó sẽ sáng rực lên, khi bỏ đèn chiếu vào nó sẽ sáng rực lên và nó sẽ cực kỳ an toàn cho các bác đi trời tối. Và chiếc xe này thì cũng được trang bị một cái cấu hình cũng rất là khủng của dòng Shimano các bác nhé. Nó là dòng Shimano DOZ XT. Đây, nó gần như là cao cấp nhất trong dòng Shimano của địa hình của nhà Shimano rồi. Nó đứng trên SLX và như là sau một cái dòng XCG hay là cái gì em không nhớ, nhưng mà nó gần như là cao cấp nhất rồi. DOZ XT 11 tầng lip các bác nhé. Và hai tầng đĩa đạp cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Đạp đĩa cũng XT luôn các bác nhé. Full một cái nút chuyển động, đè chuyển động cho đến tay bấm ở trên này. Rồi cùng phanh thì được sử dụng là phanh của Shimano. Và chiếc xe này thì em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng 100% hết các bác nhé. Thì những cái chi tiết như ly đông hay là cọc yên rồi đến vành bánh. Rồi đây, đùi đạp luôn các bác nhé, đùi trục rỗng thì đây. Đồng bộ quam lê hết SID đây. Có thể nhìn thấy đây các bác nhé, SID Forsy đây, đồng bộ hết là gánh bánh của xe thì được sử dụng là bộ 27,5 inch, sử dụng quả lốp của Maxxip, bản lốp là 1.95, bản lốp này là bản lốp tiêu chuẩn dòng địa hình 1.95. Giảm sóc của xe thì cũng được sử dụng một cái bộ giảm sóc rất là ngon đến từ thương hiệu Maritour. Đấy, các bác chơi xe lâu năm thì chắc chắn là rất là quen thuộc với cái dòng giảm sóc này rồi, một cái bộ giảm sóc hơi của nhà Maritour rất là ngon. Đây, chỗ đường hơi đây các bác nhé. Đây, chỗ đường hơi đây các bác nhé. Đó. Giảm sóc Maritour rất là ngon, giảm sóc hơi. Đấy. Thì với cái bộ cấu hình xe cực kỳ là ngon nha. Thì em đang bán chiếc xe với giá chỉ có là 13,8 triệu thôi các bác nhé. Đấy, mức giá rất là hợp lý cho một cái bộ cấu hình phải gọi là cực kỳ khủng rồi. Lên full đồ chơi cho các bác chơi xe rồi. Mày ưa xe là đi vòng đấy nhé, mày ưa đi vòng, mày ưa zin theo xe luôn biết sai đây. Đấy, chạy đi vòng bạc đạn. Nó sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Giá size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 38 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt khoảng 55 cm. Xe có size là 15 inch các bác nhé. 15 inch thì nó tương đương với size XS, thì nó sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng mét 56-57 đến khoảng 66-67 các bác nhé. Size thì nó không quá là to đâu. Các bác là khoảng
Chuyển đậu rất ngọt thôi. Cái bộ của cần bây giờ cao cấp nhất của đồng Shimano để hiện hành rồi. Đấm rất là êm, lên xuống cực kỳ ngon. Chiếc xe đang được bán với mức giá là 13.800.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình có cái nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.